giờ đúng 5 giờ luôn. Tới sân bay đúng 5 giờ sáng. Không biết có phải sớm quá không mà sân bay vắng tanh nè. Cái cà phê trong sân bay này thấy hay quá ha. Rustin, trời, không lẽ người ta bán vừa rang luôn hả ta? Thôi đi lên rồi lại đi xuống. Trời ơi, may không bán phở giỡn, không bán phở lơ ngơ đi tìm. À, mình nhìn ở đây, đi theo Tim đi luôn. Vắng như Canada. Cái gì đây? Có lẽ là Tết cho nên họ họ trang trí. Ủa cái gì đấy? Không lẽ gì? Đừng nói Tết thì họ trang trí cái kiểu Trung Quốc nha. Thì chắc là của Trung Quốc chứ của nước nào bây giờ. Những cái bàn trống không. Vấn ơi là vấn. Chứ tự nhiên thêm cái tên cái ông nào đó vô cái trước cái terminal 1 chứ gì trời. Không biết ông đó ông có tài trợ tiền không vậy ta. Đó rồi, người ta tự check in rồi. À, đó cần hành lý kìa. Ông bóng phở đi cần hành lý kìa. Hey, can English. Bà bán phở hai lố nên sợ mấy cái này lắm. Mười mấy năm trước đi qua Hàn Quốc là mười mấy năm ta, 20 năm luôn á chứ. Người ta đã như vậy rồi. Ta mất chứ. Rõ ràng ha, hướng dẫn chi tiết rõ ràng. Nhìn hình là hiểu. Cái bản của mình luôn. Ồ, nó in ra luôn cái này. Có cần nhân viên. Rồi xong hết rồi. Đi thôi. Người ta cũng có cái bản hướng dẫn cho mình. Nếu mà bạn phải đi một mình phải tự nhìn tìm terminal nào rồi xong rồi mới là cổng A, cổng B gì đó. Rồi xong mới vô mới tới là cái cổng lên cửa lên máy bay. Rồi kìa. Tới rồi. Xong rồi cả nhà ơi, bây giờ bọn phở tới cửa máy bay thôi. Lúc mà qua check hành lý á, thì người ta nó tự động tách riêng hai cái nào mà không cần kiểm lại, nó đưa ra hai làn khác nhau. Thì cái hành lý của bọn phở, cái hành lý màu đỏ nó phải kiểm tra, người ta phải mở ra kiểm tra, rồi bởi vì cái túi thơm phở. Bọn phở đi thay mang theo túi thơm phở. Lần trước đi Nhật cũng vậy, con Ki nó đánh hơi ra cái túi thơm phở. Mình chỉ cần giải thích đó là cái túi thơm phở và, là ok, không sao hết, người ta rất là vui vẻ luôn. À, cũng hơi xa nha. Mình ở B26, bây giờ mới tới B3 à. Nếu mà mình phải đi sớm nha. Nếu mà như bọn phở lơ ngơ nữa là dễ trễ lắm. Bây giờ mới 5 giờ 50 rồi cả nhà. 6 giờ kém 10 á, nhiều nhà hàng còn chưa mở cửa luôn á. Đây mấy cái cổng này là B10, B11, bọn phở tới B26 lận. Ghế bàn đẹp ha. Không gian ngồi chờ đẹp như quán cà phê cả nhà ha. Rồi, may là ông bán phở đã đưa cho bà bán phở cái sơ đồ trước rồi đó nha. Bây giờ đi nãy giờ mà mới tới có B17 thôi. B17 thôi. Mà mình tới B26 luôn. Wow.
sân bay đẹp quá cả nhà ha. Ấy, máy pha cà phê hả? Cà phê. Wow, con robot nó pha cà phê nè. Ủa, thấy chưa? Đang đóng chứ không bỏ phở thử coi. Scan to code to order. Lấy đây. Rồi mình có thể thêm theo ý mình một xíu ở đây nữa. Thích nhờ. Xin chào robot. Ghê thật. Những cái shop nó dễ thương ha. Đó, đi nãy giờ bây giờ tới B1920 rồi cả nhà. Bộ phở là B26. Nó dài lắm. May là ông bán phở đã cho bọn phở coi hình cái sơ đồ trước rồi, là biết là mình sẽ đi vô khá là lâu. Wow, cái gì đây? Mình không biết cái ý nghĩa của nó ha. Mama Ghost. Đẹp ha. Đây rồi, tới rồi. 26, 27 tới rồi. Đẹp. Đây, cửa hàng bán pizza sao nó là từ 7 giờ. 7 giờ mới phục vụ. Trời ơi, cái sân bay mà như cái văn phòng công ty vậy trời. Tôi tưởng cái phòng họp nào luôn á. Vui quá ha. Lúc thì giống quán cà phê, lúc thì giống phòng họp. Bên này cũng vậy nè. Đó, cũng như cái phòng họp vậy á. Bây giờ người ta mới bắt đầu mở B25. Bên này bà ông phở này B26. Mấy cái sofa người ta nằm ngủ ngon lành luôn. Có một sự nóng không hề nhẹ rồi cả nhà. Trong sân bay nó ấm lắm, cho nên là bà ông phở bị nóng rồi. Tại vì nghe nói là qua tới Đà Lạt là lạnh hơn bên đây mấy độ á. Bà ông phở chọn ngồi bên đây để chung nữa trời sáng lên ngắm máy bay. Bây giờ mới có 6 giờ 5 phút thôi cả nhà. Một tiếng nữa mới lên máy bay mà. Rồi cả nhà, mặt trời lên trễ quá ha. Bây giờ bộ bóng phở lên máy bay đây. Đấy, mọi người đang xếp hàng rồi. Đúng là không biết là sân bay hay là văn phòng làm việc hay là quán cà phê, không biết luôn cả nhà. Đẹp quá ha. Bộ bóng phở lên máy bay rồi cả nhà. Đông lắm, chứ không có một chỗ trống luôn á. Đi hãng này đây. Bà ông phở được đăng ký ngồi cửa sổ, tại bà ông phở thích. May quá, kế bên bà ông phở không có người ngồi. Aboard American Airlines flight 2904 to Dallas, what were their flying time this morning? 2 hours and 52 minutes. At an altitude of 35,000 feet, current weather conditions in Dallas Fort Worth clear with a temperature of 44 degrees Fahrenheit, 7 degrees Celsius. Welcome to your American Airlines flight on its way to one of our many destinations across the globe, made possible by our dedicated team members who all do it for one reason. You. That's why your safety and well-being are so important to us. Let's go through some in-flight instructions so we can get you safely on your way. First, make sure your seat is upright. All larger electronic devices are put away and your tray table is stowed. Seat back device holders must be stowed for taxi, takeoff, and landing. Đây cua chỗ này nè. Hôm trước bà bán phở với ông bán phở đứng thấy máy bay cua chỗ này, bây giờ mình được quan sát cận cảnh luôn. Liên tục.
bay rộng ha. Bao la. May quá được ngồi chỗ này vị trí đẹp, không bị vướng cái cánh máy bay như mấy bữa. Hay không bằng hơn. Ồ, đó một chiếc cất cánh trước mặt kìa. Quá đồi. Ở Mỹ vui ha. Nhà trên đồi, toàn là nhà triệu phú. Ở Việt Nam mình thì lại ghét đồi núi. Chắc là chuẩn bị cất cánh. Đường băng ha, hồi nãy giờ không thấy được, giờ hết thấy được đường băng rồi đó. Máy bay Eva kìa, bao la dễ sợ.
tưởng đâu là con đường đường hay sông, tại không thấy, ở thấy đường 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 con đường chứ đó không lẽ freeway hả ta, lẽ nào đó là freeway 101.